Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam được nêu tên trong tài liệu mật về chiến lược an ninh của Nhà Trắng. Một tài liệu được Nhà Trắng giải mật vào hôm 12 tháng 1 cho thấy Việt Nam nằm trong số các quốc gia ở Đông Nam Á mà Washington muốn thúc đẩy hợp tác về an ninh trong chiến lược một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở với mục tiêu kìm hãm Trung Quốc. Tài liệu này được xem là tiền đề cho các chính sách và hướng dẫn xuyên suốt của chính phủ Hoa Kỳ trước sự bành trướng của Trung Quốc trong nhiệm kỳ của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố tài liệu có tiêu đề Khung chiến lược của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, sau đây gọi là khung chiến lược, vào hôm 12 tháng 1. Tài liệu này được hình thành trong đầu nhiệm kỳ của ông từ năm 2017, trong đó khái quát tất cả những hướng dẫn mà Washington đã và đang thực hiện trong suốt 3 năm qua đối với khu vực có dân số và nền kinh tế năng động nhất thế giới. Đây là hình ảnh trang 9 của khung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có đề cập đến Việt Nam. Nguồn gốc ảnh từ khu Nhà Trắng cung cấp. Cuối năm 2017 tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ về chính sách này trước khi ông phê chuẩn vào tháng 2 năm 2018. Tài liệu dài 10 trang, trong đó có một ít chỗ bị bôi đen, nêu bật các thách thức an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực và trình bày các chính sách hướng dẫn cụ thể để đối phó với Bắc Kinh. Ngoài việc thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng với các đồng minh và đối tác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan và Đài Loan, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump còn hướng dẫn cách tiếp cận với các khối ASEAN bằng cách làm nổi bật vai trò trung tâm của ASEAN như một thành phần cốt lõi của chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tăng cường quan hệ của chúng ta với Singapore, Malaysia, Việt Nam và Indonesia, tài liệu đã viết như vậy, nhằm thúc đẩy và củng cố vai trò trung tâm của Đông Nam Á và ASEAN trong cấu trúc an ninh của khu vực và đồng hành cùng khối này trong việc đưa ra tiếng nói thống nhất về các vấn đề chính. Trong một tuyên bố đề vào ngày 5 tháng 1, được công bố vào hôm 12 tháng 1 về việc giải mật khung chiến lược này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien cho biết, khung chiến lược đã hướng dẫn sự phát triển của nhiều chính sách và kế hoạch dưới khung, nêu rõ cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các vấn đề cụ thể về tầm quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, và hơn thế nữa, chẳng hạn như phương pháp tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ. Đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, khung chiến lược của Hoa Kỳ để đối phó với bành trướng kinh tế của Trung Quốc, kế hoạch chiến dịch của Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc đối với các tổ chức quốc tế và những vấn đề khác. Cùng với các tài liệu khác, khung chiến lược này đã hướng dẫn các hành động cho toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định trong khu vực, bao gồm chủ quyền, tự do hàng hải và hàng không, có đi có lại trong thương mại và đầu tư, tôn trọng pháp quyền cá nhân và pháp quyền và tính minh bạch. Thông cáo của Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã viết như vậy. Đây là hình ảnh ông Robert O'Brien, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Ông O'Brien viết tiếp, tại Đà Nẵng, Việt Nam vào năm 2017, trong chuyến công du dài nhất đến khu vực này trong hơn 1/4 thế kỷ của một Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã đúc kết một chính sách cùng với tầm nhìn của Thủ tướng Nhật Abe kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khu vực này, theo Tổng thống Donald Trump, là một nơi các quốc gia có chủ quyền và độc lập với nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau. Tất cả đều có thể cùng nhau thịnh vượng và phát triển trong tự do và hòa bình. Theo ông O'Brien, việc giải mật khung chiến lược này cho thấy sự minh bạch cam kết chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Hoa Kỳ cũng coi khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một chòm sao quốc gia tuyệt đẹp. Mỗi quốc gia đều có vệ tinh, ngôi sao sáng, và mỗi ngôi sao là một quốc gia, một nền văn hóa, một lối sống và một ngôi nhà. Thông báo đã dẫn lời ông Trump phát biểu tại Việt Nam như vậy vào năm 2017. Viện Chính sách Chiến lược Úc hôm 13 tháng 1 cho biết tác giả chính của khung chiến lược này là Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ là Mark Master và Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách châu Á là Matt Pottinger, người sau đó trở thành Phó Cố vấn An ninh Quốc gia. Việc giải mật tài liệu này diễn ra vào lúc chính quyền Donald Trump sắp mãn nhiệm, một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Giáo sư Roney viết trên trang của
ASP rằng ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu này thường mang tính chất phòng thủ, không nhằm mục đích cản trở mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là để ngăn chặn các chính sách công nghiệp và hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, vì họ đã làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Ông nói tiếp, vẫn có sự thừa nhận về sự cần thiết phải hợp tác với Trung Quốc khi có lợi cho các lợi ích của Hoa Kỳ. Mặc dù điều này rất mơ hồ, cho nên chính quyền của Tổng thống đắc cử Biden sẽ có thể nhận ra một số thông tin cụ thể từ lúc ban đầu giữa các thử nghiệm thận trọng trong quan hệ đối tác giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Medvedev đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh ông Biden, Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Các nhà quan sát có tính hoài nghi thì có thể hiểu rằng việc công bố chiến lược ngay lúc này trong bối cảnh quá trình chuyển đổi đang gặp khó khăn là một trò chơi hiển nhiên cho sự liên tục của chính sách. Giáo sư Medvedev viết tiếp, sở dĩ có như vậy là vì xuất hiện lo ngại rằng chính quyền của ông Biden có thể chưa quyết tâm lắm trước thách thức và nỗ lực thống trị của Trung Quốc, hoặc thực sự hình thành một ý tưởng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay không, ít nhất là trong một biến thể tự do và rộng mở. Giữa lúc này, đó là lời kêu gọi đoàn kết trong khu vực chống lại thế lực bá quyền của Trung Quốc. Và ý định có chuyến thăm Đài Loan vào phút chót của Hoa Kỳ đã khiến Trung Quốc tức giận. Chuyến đi sắp tới của một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tới Đài Loan, khi Washington vừa gỡ bỏ các hạn chế kéo dài hàng thập niên cho các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức của hai nước, khiến căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cao thang một lần nữa. Kelly Clark, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, muốn sẽ đến Đài Bắc vào hôm thứ Tư cho chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Đây là hình ảnh bà Kelly Clark, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Chuyến đi vào phút cuối của bà vài ngày trước khi nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump kết thúc khiến Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Đài Loan tự quản và Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình, ca ngợi sự thay đổi trong quan hệ ngoại giao. Và chuyến thăm dự kiến của đại sứ Clark diễn ra sau một năm gia tăng sự thù địch giữa Washington và Bắc Kinh. Hòn đảo Dân Chủ Đài Loan luôn là một cái gai lớn trong mối quan hệ đang xấu đi. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn với Đài Bắc, tăng cường việc bán vũ khí và cử các quan chức cấp cao tới lãnh thổ này bất chấp những cảnh báo gay gắt từ Trung Quốc. Gần đây nhất là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt các hạn chế tự đặt ra với các cuộc tiếp xúc giữa quan chức Mỹ và Đài Loan đã được đưa ra cách đây nhiều thập niên để xoa dịu chính phủ Trung Quốc đại lục, vốn luôn luôn tuyên bố chủ quyền với hòn đảo này. Đồng thời, Mỹ cũng xung đột gay gắt với Bắc Kinh trên nhiều phương diện bao gồm thương mại, nhân quyền và đại dịch viêm phổi của virus corona. Và điều này đã báo trước điều gì cho ông Biden? Chuyến đi gây ra phản ứng giận dữ từ Trung Quốc, làm tổn hại thêm mối quan hệ của nước này với Mỹ khi ông Biden chuẩn bị lên nắm quyền. Hoa Kỳ sẽ phải trả giá đắt cho hành động sai lầm của mình, Phái bộ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc tuyên bố trong một văn bản tuần trước chuyến đi dự kiến của đại sứ Clark. Trung Quốc cũng mạnh mẽ kêu gọi Hoa Kỳ ngừng hành động khiêu khích điên cuồng, ngừng tạo ra những khó khăn mới cho quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc và ngừng đi xa hơn trên con đường sai lầm. Nước này đã nói như vậy. Bắc Kinh cũng nhắc lại lời cảnh báo sắc bén của họ với Mỹ vài ngày sau đó khi ông Pompeo tuyên bố rằng Mỹ sẽ loại bỏ các hạn chế lâu nay đối với các tương tác của họ đối với quan chức Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc South đã nói với phóng viên vào hôm thứ Hai rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị đáp trả bằng đòn phản công kiên quyết và sẽ không thành công. Đây là hình ảnh Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố chúng tôi đã là một quốc gia độc lập và chúng tôi tự gọi mình là Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan. Bản chất của các chính sách mới của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc và Đài Loan vẫn còn được xem xét, nhưng tiến sĩ Renick tin rằng một chiến lược chặt chẽ hơn nhiều sẽ được triển khai. Họ sẽ muốn bác bỏ rất nhiều các chính sách của ông Donald Trump. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh có thể chỉ chờ xem chính quyền sắp tới sẽ làm gì và liệu nó có bắt đầu hạ nhiệt độ một chút hay không mà thôi. Và chia rẽ giữa Trung Quốc và Đài Loan bắt nguồn từ đâu là câu hỏi cũng được đặt ra. Trung Quốc và Đài Loan đã có các chính phủ riêng biệt kể từ khi cuộc nội chiến Trung Quốc kết thúc vào năm 1949. Bắc Kinh luôn tìm cách hạn chế các hoạt động quốc tế của Đài Loan và cả hai đều tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao chuyến đi của đại sứ Clark mang tính biểu tượng rất cao, vì Đài Loan không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc hoặc hầu hết các tổ chức toàn cầu vì sự phản đối của Bắc Kinh. Giống như hầu hết các quốc gia,
Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, mặc dù pháp luật ràng buộc Hoa Kỳ phải cung cấp cho hòn đảo này phương tiện tự vệ. Vì vậy, việc chấm dứt các hạn chế lâu năm cho các cuộc tiếp xúc chính thức mà ông Pompeo công bố cuối tuần qua đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa hai nước. Đài Bắc ngay lập tức ca ngợi động thái này là chấm dứt nhiều thập niên phân biệt đối xử. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã gia tăng trong những năm gần đây và Bắc Kinh không loại trừ việc sử dụng vũ lực để lấy lại hòn đảo này. Trước những mối đe dọa ngày càng tăng này, chính phủ Đài Loan đã không ngừng khẳng định chính mình. Trong lần tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, Tổng thống Thái Anh Văn nói với đài BBC rằng chủ quyền của Đài Loan không phải là điều có thể đàm phán. Chúng tôi đã là một quốc gia độc lập và chúng tôi gọi mình là Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan. Bà đã nói như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 với bản tin Việt Nam được nêu trong tài liệu mật về chiến lược an ninh của Nhà Trắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.